Em đi lần nào à? Dạ vâng ạ. Chị lái tuần này không về à? Chắc thứ năm đã về, thứ năm về thứ bảy chị mới về vậy đó. Muốn đụng trong liền này. Tự nhiên quay lại ông Thái Đào Phúc. Thank you.
thở lắm gồng. Gồng quá là con mụn nó không ra. Một hai má nó cầm thấy ra mà
Chị móc em một cái điện thoại em ai điện chị? Trong túi bên phải, bên trái. Nghe giùm em á. Dạ, dạ, dạ. Dạ, bao nhiêu tiền ra anh? Chị 59 ngàn gì? Chị xuống xuống nó à, lại tăng lái giùm em 59 ngàn à. Đưa giùm em với. Ừ.